Vào hôm qua thứ Tư 13 tháng 11, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu phiên xử luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc là trốn thuế, dự trù sẽ kéo dài 5 ngày. Mặc dù nhà nước nói đây là một phiên tòa bình thường, nhưng có rất nhiều điểm bất bình thường được dư luận ghi nhận. Thứ nhất, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc chung quanh tòa án và giới ký giả ngoại quốc bị cấm vào phòng xử. Thứ hai, có 33 luật sư đứng ra bào chữa cho vợ chồng ông Hải, một con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử tố tụng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều luật sư cho biết là họ không nhận được đầy đủ hồ sơ và cáo trạng, mặc dù đã thúc giục tòa án cung cấp rất nhiều lần. So sánh với các vụ án về chính trị và tôn giáo, phiên tòa này rất được dư luận chú ý, vì luật sư Trần Vũ Hải là người thường xuyên bào chữa cho các nhà bất đồng chính kiến bị bảo quyền Việt Nam bắt bớ và kết án tù. Theo cáo trạng, thì vợ chồng ông Hải đã khai giá thấp trong một vụ mua bán nhà đất ở Nha Trang vào 3 năm trước để đỡ phải đóng thêm 280 triệu đồng tiền thuế. Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư 13 tháng 11, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Trung Cộng khi nói là Việt Nam đã chiếm đóng một số hải đảo của Trung Cộng ở Biển Đông. Sau 5 ngày giữ yên lặng trước cáo buộc nói trên, khi bị chất vấn vào hôm qua, bà Hằng một lần nữa nhấn mạnh là Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn bản pháp lý để chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, bà Hằng lại dịu giọng nói rằng Việt Nam mong muốn được giải quyết những tranh chấp với Trung Cộng bằng đường lối hòa bình để không tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Như tin đã loan, vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng kêu gọi Việt Nam không nên gây phức tạp về vấn đề Biển Đông, đồng thời lên tiếng cáo buộc Việt Nam đã nhiều năm xâm chiếm các quần đảo của Trung Cộng. Các cáo buộc của Trung Cộng được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một số quan chức Việt Nam tiết lộ là có thể nạp đơn kiện lên tòa án quốc tế về hành vi xâm lấn hải phận Việt Nam của giặc Tàu suốt 5 tháng qua, đặc biệt là tại bãi Tư Chính. Trong phiên họp vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 11, một số đại biểu quốc hội nhận định là phí tổn xây dựng phi trường quốc tế Long Thành với mức 16 tỷ Mỹ Kim là quá cao so với các nước khác. Theo trích dẫn để so sánh của các đại biểu, thì phi trường Đại Hưng của Trung Quốc có 7 phi đạo, chi phí 11 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Phi trường Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ có 4 phi đạo, phí tổn xây dựng là 12 tỷ Mỹ Kim. Trong khi phi trường Long Thành chỉ có 2 phi đạo, lại có giá 16 tỷ Mỹ Kim. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho biết, hai phi trường nói trên cũng có diện tích tương đương như Long Thành và cũng có khả năng đón tiếp từ 90 triệu đến 100 triệu du khách mỗi năm. Chính vì thế ông đề nghị cần phải xem xét lại lý do tại sao phí tổn dự án Long Thành lại cao hơn so với các nước khác. Một chuyến hàm Mỹ vào hôm thứ Ba, 12 tháng 11 đã băng qua eo biển Đài Loan nhằm thách thức các lời đe dọa của Trung Cộng. Đây cũng là lần thứ 9 chuyến hàm Mỹ băng qua eo biển nói trên trong năm 2019 này để khẳng định quyền tự do hàng hải ở bất cứ vùng biển nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Phát biểu với báo chí vào hôm qua, phát ngôn nhân hạm đội 7 Hoa Kỳ xác nhận là tuần dương hạm Chancellorville đã thực hiện cuộc hành trình băng qua eo biển Đài Loan nhằm chứng minh sự cam kết của Mỹ về việc bảo đảm an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hiện Trung Cộng chưa có phản ứng gì về hành động mới nhất của Hoa Kỳ, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sắp công du 4 nước Nam Hàn, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Trong một bản tin vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Cộng cho biết là một số đơn vị bộ binh Trung Cộng và Hoa Kỳ sẽ mở cuộc thực tập 10 ngày về cứu nạn trên biển, dự trù diễn ra ở Hawaii từ hôm nay cho đến ngày 24 tháng 11. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra lời phê bình nặng nề đối với Trung Cộng với câu tuyên bố là không nước nào giỏi gian lận hơn Trung Cộng. Tổng thống Trump phát biểu như trên tại câu lạc bộ kinh tế New York vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 11. Ông cáo buộc là kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, Trung Cộng đã trục lợi và lũng đoạn nền kinh tế Mỹ nhiều hơn bất cứ nước nào, và nhấn mạnh là ông không muốn dùng từ ngữ gian lận, nhưng rõ ràng là không nước nào giỏi gian lận hơn Trung Cộng. Ông đổ lỗi cho các vị tổng thống tiền nhiệm của Mỹ đã tiếp tay cho Trung Cộng thao túng nền kinh tế Mỹ. Nhà cầm quyền Hồng Kông ra lệnh cho các trường học phải đóng cửa vào hôm nay sau một đêm diễn ra xung đột dữ dội tại một khuôn viên đại học vào tối thứ Ba, 12 tháng 11, sau đó lan ra trên đường phố. Vào hôm qua, tình trạng hỗn loạn diễn ra khắp nơi, nhiều trạm metro phải ngừng hoạt động, hàng trăm xe buýt bị hủy chuyến, trong lúc các cuộc xung đột giữa hai phe thân và chống Bắc Kinh diễn ra tại nhiều khu vực, gạch đá tung tóe trên đường, nhiều cột đèn bị đốn ngã và các bảng chỉ đường bị đập phá. Một số tuyến đường quan trọng cũng bị người biểu tình lập chướng ngại vật,
thậm chí là rải đinh để ngăn cản lưu thông.